Đồ uống đầu tiên trong phần trà hoa quả mà tôi muốn chia sẻ tới bạn đó chính là trà xanh chanh leo kim quất mật ong. Hãy bắt đầu với 5 miu quất, 100 ml nước cốt trà, 25 ml mứt chanh leo, 5 ml mật ong. Khuấy đều. Rót ra cốc. Rải một ít đá bào. Một đến hai thìa mứt chanh leo để trang trí. Trà xanh chanh leo kim quất mật ong là một trong những đồ uống được bán chạy nhất vào mùa hè. Vị chua tự nhiên của quất và chanh leo sẽ làm bạn giải khát ngay lập tức. Đồ uống tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ tới bạn đó là trà cam bưởi nhiệt đới.